Hey, xin chào cả nhà. Bộ đôi huyền thoại Gen 2 Luza và Ho-o đã quay trở lại 3 ngày, từ ngày 21 tháng 12 đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2019. Và đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện mùa đông năm 2019 và cũng là cơ hội cho các newbie mở khóa được em này nha. Và bọn mình đang có mặt tại gym Tam Nông Miếu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thử thách Excellent Rule Boss Luza lần này. Và bây giờ sẽ bắt đầu điểm qua đội hình 6 Pokemon khắc chế Luza, bao gồm đầu tiên là huyền ảo mới của Gen 4 Darkrai với Na Shadowborn. Thứ hai là huyền thoại Giratina Origin Shadowclaw Shadowborn. Thứ ba là Tyranita với Bai Runt. Thứ tư là Hydreigon với Na Darkbull. Thứ năm là Magrezon với Park Quai Chạc. Và cuối cùng là Gengar với Lick Shadowborn. Huyền thoại Luza với song hệ tâm linh Bay bị khắc chế bởi 5 hệ bóng đêm, điện, ma, băng và đá. Do vậy mà các trainer có khá nhiều sự lựa chọn và chỉ cần tìm các Pokemon mạnh nhất của mình có skill của những hệ trên là có thể dùng tốt. Và đội hình từ 6 đến 7 account mạnh dễ dàng hạ gục được boss này nha. Huyền thoại Luza được xem là thành công và gây tiếng vang kể từ khi Gen 2 được ra mắt. Và với tạo hình như là một chú thằn lằn bay có khả năng lặn dưới biển, Luza được gọi là người bảo vệ biển cả với toàn thân màu trắng bạc với phần bụng dưới màu xanh dương nhạt. Nó có một cái miệng với phần mõm nhọn và răng ở hàm dưới, phần đầu vuốt nhọn về phía sau, đôi mắt sắc bén nằm trên vảy gai nhọn hướng về phía sau luôn. Luza có một chiếc cổ dài, dọc sống lưng là vảy màu xanh đậm được phân bổ có công dụng cân bằng cơ thể khi bay cũng như là khi bơi trong nước. Cuối đuôi cũng là hai cái vảy xanh đậm nhỏ có tác dụng như là bánh lái chuyển hướng. Nó có một đôi cánh với phần chóp là một bảng rộng, hỗ trợ tốt cả khi bay và lặn. Đôi chân ngắn nhưng trông khá là vững chãi. Luza có khả năng tạo ra cũng như là làm dịu các cơn bão. Nó có thể sinh ra một cơn bão kéo dài tới 40 ngày từ các cú đập cánh của nó. Với sức công phá đủ để thổi bay những ngôi nhà xây dựng thông thường, Luza rất thông minh. Nó tự cô lập mình dưới đáy biển với xu hướng chìm trong sự cô độc dưới rãnh đại dương sâu thẳm để tránh vô tình gây thiệt hại do sức mạnh tàn phá của nó mang lại. Luza xuất hiện lần đầu trong The Pokemon Movie 2 The Power of One năm 1999 do Eritra lồng tiếng. Câu chuyện xảy ra khi ba họa mi Gen 1 bị một nhà sưu tập Pokemon bắt giữ và Luza đã đấu tranh và cố gắng giải thoát cho cả ba với sự giúp đỡ của Arkenchum,
và tiêm rocket khôi phục lại hòa bình cho thiên nhiên. Và mãi đến The Pokemon Movie 18, Hoopa and the Class of A và The Pokemon Movie 21, The Father of Us, chúng ta mới có dịp gặp lại huyền thoại này. Và có lẽ TVC đã quá ưu ái cho huyền thoại với độ hot chưa hề giảm nhiệt trong hơn 20 năm qua. Ok, và bọn mình bắt đầu thử thách ném Excellent Rule Boss Loser. Ý, gặp ngay Shiny này. Đây là boss duy nhất trong Pokemon Go mà đến thời điểm hiện tại không thể khóa được vòng ném và tỷ lệ bắt thành công cũng thuộc dạng thấp nhất luôn. Và bọn mình sẽ thực hiện lại với một em khác nha. Loser đứng khá sát màn hình và chắc là vì khổ thân hình quá lớn này mà game đã lỗi phần phá vòng ném rồi. Và đầu tiên là kích cỡ vòng tròn ném Excellent khá là to. Tiếp đến là góc ném, Lusa di chuyển lên xuống liên tục nên bọn mình sẽ có hai góc ném cho cả hai vị trí này nha. Đầu tiên là ở vị trí giữa màn hình, vòng tròn màu xanh là điểm mình bắt đầu xoay banh. Bạn đặt điểm xoay banh ngay tại vị trí giữa màn hình nha. Còn vòng tròn màu đỏ là nơi mình buông tay, bạn canh vị trí đầu của nó nhưng chết qua phải một tí để banh cuốn nhẹ vào đầu Lusa. Và thứ hai là ở vị trí Lusa bay cao, điểm xoay banh thì cũng tương tự thôi, còn điểm buông tay thì bạn cố gắng kéo một đường thẳng, vuốt mạnh tay đến sát mép trên màn hình, mạnh hết sức có thể nha. Ở góc bay cao có phần khó ném nên bọn mình khuyến nghị bạn chờ nó xuống giữa màn hình để ném. Có ở đây là bạn không thể khóa vòng ném nên khả năng là phải xoay banh liên tục bằng cảm giác chờ lúc thích hợp nhất để thả tay ném banh nha. Ý, hụt một trái rồi. Xui xui mà bạn gặp phải hai cú đánh liên tục là khó tránh khỏi mắc banh oan uổng luôn. Đó là lý do tại sao Lusa nằm trong top boss khó ném là vậy. Ok và yes, thành công rồi. Thời tiết Quindy khó xuất hiện tại Việt Nam nên bạn chỉ gặp được Lusa trong ngưỡng CP từ 2028 đến 2115. Và may mắn cho các bạn nào bắt được Shiny IV100 là 2115 nha. Chúc cả nhà có một mùa Giáng sinh an lành. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, các bạn có thể để lại comment cho bọn mình biết nha. Và đừng quên like cũng như là subscribe kênh của bọn mình.